chết luôn mà cứ đỏ thôi, chứ không hiểu. Cứ đỏ thôi. Được, con này nhây đấy. Con này có từ chiêu ngứa. Con này có từ chiêu ngứa đít rồi là còn phải đít. Được. Này ngứa đít này, cha đít này. Nó còn phải đít. Bà mẹ này. Một nạn thật. Cho Fiora đai máu đi. Show them what you can do. Khi đẹp cầm cung đi. Lại 2 BF rồi. Nhìn phát biết đánh gì luôn. Dân chơi nhìn phát cái đánh gì luôn. Rồi, Fiora có cú chặn đẹp đấy. Kinh rẹt. Có cú lao lên đỡ, kiểu đỡ cho đồng đội cũng được đấy. Tiếp thêm con nữa. Hay. Lao lên đỡ cho Zanna. Cũng được đấy. Timo này, thôi bán con này đi nhá. Chết, mùi rác bỏ vào. Này cho Timo vào hay hơn em ạ. Cho Timo vào lấy hai linh hồn hay hơn. Thắng là mua Fiora. Phải đi cho một mặt đó. Cho phải xui chết mẹ mày luôn. Người đi con, người đi con. My sword. Thank you.
Momo khốn nạn quá nhỉ. Đi Momo trên quả Zana bốc được quá nhỉ. Talon đi từ từ. Talon thì thắng lại đã. Thắng thiết lại cái đã. Khoan. Talon thì để suy nghĩ lại cái đã. Để coi. 18888 nhé. Chúc ngài giảm cân thành công. Ây da. Mình có nên chơi con nấu tí lợn để tiếp không ta? Thôi. Bỏ đi. Bán hai con này luôn. Ui giời ơi, cứ đỏ chó. 2.5 Talon cứ đỏ chó cái gì không biết nữa. Talon ổng có ra đồ của nó là nếu có Mora Morgana các kiểu không. Bài chứ ra đâu vào đâu mà mấy ông cứ đỏ chó rồi. Chứ có Dana nhở. Bây giờ có Dana vứt vào cái mấy khai sắp thủ cũng được. Con Talon thì làm gì? Con Talon là một con meta này nó yếu mà, chứ nó có mạnh đâu. Thật tình mà, meta này Talon yếu chứ Talon nó có khỏe đâu bạn. Sự thật nó là như thế. Talon không hề khỏe. Cái tầm 2.5 có 4 tiền là chỉ bình thường. Tôi thấy hoài. Mấy thằng ốp 5 sớm có đầy. Sáng học ta. Mẹ 6 củ giáo. Tầm này 6 củ giáo nó đơm cho thì chịu gì mà nổi anh em. Tầm 2.6 nó bác 6 củ giáo thì bố ai đó. Thằng này cứ hửi đi đã. Cho hửi nè. Lại đây cho hửi, hửi cho tỉnh ngủ. Thích hửi rắm à. Ui ui tên mình kim đẹp luôn kìa. Sợ chưa, sợ chưa. Đúng rồi, Talon của ai? Talon của tôi nó đần vãi đái. Đâm auto cái mẹ nó hụt luôn. Hai cái kia kìa. Lại bán. Bán hàng của râu. Hai con rắc. Rắc lên hai bán Fiora được rồi. Từ nha, CV à. Khoan nha. Đừng có cho kinh điện đại bác nha. Bây giờ tầm này đừng có cho kinh điện đại bác bán đi. Chắc thử bán đi. Go where that trouble is. Thấy vào, thấy kinh điện vào. Cho CV đại bác. Bán Jet. Bán Fiora. Công. Để con này lại. Có gì một là đánh kêu. Ire cần. Đây cần sớm không ta? Bắt gan con này. Đi đến hai
Mới tạo Momo test tặng sao mai mốt còn kèo versus ngài châu. Thổi bán thịt điện lại ra. Cũng thế nhỉ. Thịt điện em nó cũng hiến thế kia, cứ bán nó đi hoài. Nhưng mà vì lợi tức các bạn ơi, vì lợi tức nhé. Vì lợi tức chưa chắc đánh cái gì hết. Vì lợi con mợ nó tức, chúng ta làm tất cả. 1, 2, 3, ấp chết. Ấp chết nhét được con gì ra ta. Chả được con gì ra hết. Không có bị ẩn. Bài này rất nhiều chứ. Thì ông đánh quả hấp huyết cho Tê Kiên ngưỡng phát đê. Con ta lom bán đi. Con ta lom nhá. Tham ta lom. Ta lom đi. Trận này top 1200kck tua hit đất 20 cái nhận kèo không châu. Thôi bạn tặng sao đi. Cảm ơn Thi Anh nha, cảm ơn Hoàng Long nha. Hai CV à. I go where the trouble is. Anh CV chưa an toàn không? Ừ. Thua rồi anh em ạ. Thua rồi thì mình như này đi. Bán con này. Từ từ nhé. Thua chứ theo kiểu thua. Đấy là level 6 nhiều khi nó ra tên ăn đấy. Nó ra tên ăn cái đẹp đau phủ thì chơi kêu. Cái đẹp linh hồn thì chơi CV. CV tên ăn luôn thì càng ngon. Là nào thua. Là nào bị đơm. Bán máu cái đi nhặt đồ cái. Giờ nhặt tỷ khăn trước ha. Khăn trước hay là dê ke trước nhỉ? Dê ke trước đi ha. Dê ke trước cũng được. Cái nào khó nhặt nhặt trước. Kháng phép dễ nhặt. Kêu luôn kìa. Ê khoan. Được đấy. Con này nhặt luôn. Con này là đúng bài luôn. Đúng đồ luôn. Ok, CV2 mà tất lý nha. Ván này có tiên phong bí ẩn không ta? Ván này hình như là không có tiên phong bí ẩn. Tiên phong bí ẩn, ok. Yes, sir. Đừng rốt lắm này. Đồ đang ít mà anh em, từ từ. Ui, thằng này nó một nó cũng CV này. Một nó cũng đánh CV, hai nó cũng đánh kêu rồi này. Top 1 đồ đẹp đấy. Đấy, top 1 vẽ đồ mà đồ nhiều nữa nhá. Mình mới có 3 đồ thì thằng này 1 đồ, 2 đồ, 3 đồ, gần 4 đồ rồi ta. 4 đồ hay là 3 đồ rưỡi vậy? 1 2 3 4 đồ rồi. Mình 3 đồ nó 4 đồ rồi. Giỏi thật sự. Chắc là lên chiếc 7. 4 đồ rồi các bạn. Mình đã tận 4 đồ.
Thoạt đồ quá. Hello anh Châu. Thoạt đồ quá. Thôi ráng nhá, ráng đi. Ráng ấp chết nhá, ráng ấp chết rôn đi. Chưa biết đánh hướng nào. Ba ở đánh hướng kêu cũng được, kêu thì cho con rác cầm dắt lửa được. Chưa biết đánh hướng nào. Trận sau top 1500 sao nhé Châu. À, sàn này chúng nó đỏ quá nhờ. Hai thằng sáu mùi giáo top này. Chúng nó đỏ đầu game. Đâm đau quá. Cái gì mà thọt dữ vậy? Khăn rồi này. Chắc hai chi tiền. This will be a slaughter. Oh, that's CV, yeah. Where to, folks? Tại vì mình đang cần giấy ke, giờ không có giấy ke, CV ta đánh hơi chậm. Giờ ra tính đánh CV thì pin. Thọt đồ quá anh em ạ. Vẫn bị thọt đồ nhá. Thọt đồ so với phần còn lại của trận đấu quá. Phải khô tiền nhá. This one's great. Cái đệt mẹ tính năng đao phủ, mình tính năng linh hồn con mẹ nó đi. Đao phủ cái lền gì thế. Chán nhở. Thì là tên đánh linh hồn thì bạn đánh 4 linh hồn rồi đấy. Tên đánh linh hồn thì vứt nó vô là 4 linh hồn rồi. Đó là tên đánh đao phủ với cay. Rồi CV3 luôn. Tên đánh thủ giáo. Rồi kiếm một Chitana. Hello, bình tĩnh tự tin không quạo nhé ngài. Đó là tên đánh thủ giáo. 4 tiên phong. Cạn tiền rồi anh em ơi, không còn một đồng nào nữa đấy, không có tin ăn nữa là tôi chịu đấy. Không có tin ăn thì chắc cút luôn à. Còn bắt tao không có tin ăn thì tôi cút luôn à. À, được nhận cái này thì ngon quá. Được nhận cái đấy ghép tiên phong rất là đẹp luôn này. Thôi dây ke này. Bỏ luôn con này về dây ke vào nhá. Xài luôn con Asia nhá. Mẹ run hết tiền level 7 còn chưa kiếm được con Timo 2 đây này. Sen thì 1. Coi như tôi đổ hết tiền một con CV á, chứ tôi bắt được con gì? Anh em nhìn coi.
cái đội hình nó đơn sơ vãi cái đăng, dồn hết vào Sivir luôn. Tôi dồn hết vào Sivir rồi đấy, còn muốn tôi không ra bài nữa chắc tôi chết luôn à, cho anh em vừa lòng chắc tôi phải chết luôn, anh em nó mới vừa lòng à hay gì. Hai cái găng mình có nên làm cái Solari không ta? Hai cái găng để cái gì, làm cái máy chiếu ha, làm cái chiếu đi. Mà đưa vào đéo được, cày thế nhờ. Chiếu hai con CC đâu ai chiếu kêu lần. Thôi thẳng à. Sang. Lên level 8. Lên level 8 mà để mình là xài xúc sắc vô mấy con tiên phong. Xài xúc sắc những con tiên phong để kiếm cái mấy chốc CD. Sen xảy ra na không ta? Xảy ra na bết góc được anh em ạ. Xảy ra na có thằng nào xảy rồng không? Để mình bết góc cho nó dễ. Không có thằng nào xảy rồng. Chết mẹ, Kata kìa anh em ơi. Kata kìa anh em ơi. Mình là mình chiếu ngầu đó, không chết bọn ung ti luôn. Ừ chứ nó cứ ping các bạn, thằng kia Kata 3 kìa sao không ping thằng Kata 3 đi. Em nó cũng Kata 3 rồi kìa sao không ping, cứ ping tôi thôi, đéo hiểu. Cha hiểu kiểu gì. Người ta Kata 3 nè, ping như mấy thằng mồm thằng Kata 3 đi. Nè Kata 3 nè, Kata sát thủ luôn này sao không ping đi. On rất thiên nhiên này, bên đấy. Lốc ai? CV cầm khăn mà lốc cái gì? Lốc cái gì đấy? CV khăn thì ông lốc cái gì vậy? À. Máy chiếu hai cái với cái nó xét à? Hai cái máy chiếu với cái nó xét hay là một cái thú tượng grid phép thì không xài rồi đấy. Máy chiếu nó xét từ từ coi à, khăn Solari, khăn cho heo không, khăn cho con heo có gì tí nó đỡ bị đi xin nó sút cũng được đấy. Khăn cho heo Solari. Khăn cho heo cũng được. Solari cho ai ta? Cho Teemo đi, tí nó lên 2 sao cho nó dễ ha. Teemo. Máy chiếu bạn phải hiểu, team của bạn đánh toàn bộ là đam CV hoặc đam vật lý, không có đam phép, cái nỏ xét nó yếu vậy thôi, chứ không phải là cái vấn đề là xài khăn hay là không khăn. Đéo có con ấy chốc nào luôn, chán chưa, chán chưa kìa, vậy mà không ra ấy chốc. Giờ này đi mô tôi còn đang một đây này. Đi
trân trọng thông báo Timo tôi vẫn còn đang 1 sao ấy nha. 4 linh hồn làm cái gì, 2 linh hồn thôi. Bristle seems hungry today. Được hai con CU2 thì bỏ con kia ra. Never cross an emperor. Hai con CU2 thì bỏ con Brow. Kiếm một Zilin ấy, bỏ sen làm gì? Hai con CU2 thì bỏ ra ông ra luôn. CC càng nhiều càng tốt. Resort quá top một ngày ơi. Lốc quỷ thư cũng được nha, mình chưa có đốt máu đâu, CU quỷ thư cũng ngon đấy. Để xem qua nhà được cái gì. Azu lốc mất rồi, bút 7 đi. Lấy bút 7 cho nhiều né cũng được. Lười lấy lốc. Lấy bút 7 cho nhiều né nhá. Cho con này nhiều né, cho CU nhiều né này. Ôi mà tính ra chúng nó toàn đại bác không nhỉ? Đây Zilin này. Tính ra chúng nó toàn đại bác. Đây chốc 2 này. Thôi kệ, cứ cho con này bút 7 thì cũng được. Không thì đợi con kêu nó hết khăn ấy. Thí dụ bạn gặp con nào mà nó kiểu nó hết khăn ấy, lắp vô sau, được lắp bút 7 sau nhé. Cho nó bị choáng. Chẳng hạn gặp bài kêu này này, đợi con kêu nó bật ulti lên xong rồi gắn vô cái là nó chết. Đây, má cái ta để trong góc rồi. Cút rồi. Rồi, vừa chiến được kata luôn, đỡ. Nhau hơi lâu đấy. Nhau hơi lâu đấy. Lắp bút 7 vào nhiều khi đỡ được thêm tí máu anh em. Chỉ thắng thì thắng không được đâu. Sao giết con râu. Lắp bút 7 vào chắc là giết được thêm con CU. Xài hai con CU đi. Hai luôn này. Cho Zilin vút 7 cũng được ấy. Cho nó khỏi bị ăn kéo cũng được ấy. Mất công ấy chắc nó kéo con Zilin. Con Zilin đéo búp được các bạn ạ. Cũng hay ấy. Timo nó đi đâu hết rồi ta? Timo mà nó không lên 2 sao luôn ta? Mẹ con Timo mẹ tuyệt chủng à? Bé Timo tuyệt chủng hay gì vậy? Alo? Tôi ghét là tôi lấy cái bản tay công lý là tôi cho con CV rất tinh thần luôn đấy. Tôi lấy luôn cái bản tay công lý là cho CV rất tinh thần để đỡ sợ thằng này các bạn ạ. Con kata nó có xoáy mình chết cũng khó chết, xoáy cũng khó chết các bạn. Không phải lấy cái khăn đây. Hai gà hả? Để từ từ roll đi, thằng nào cũng
đang kiếm gà 2 với BMCU 2 mà. Như game này mà để gì nữa, game này lên chết gì nữa anh em. Còn chưa được Timo 2 nữa này. Có Timo nó trốn đâu hết. Hai gà. Hai gà cũng được. Cứ để hay chốc bên này. Đắp thiên thần cho ai nhỉ? Cho Zilin không? Cho Zilin. Đưa Zilin lên cao cho nó úp sớm luôn đó. Ôi ôi, Timo 2 rồi. Ra con Timo 2 mừng muốn chết. Đậu mé. Chơi game mà ra con Timo 2 mừng muốn chết luôn. Hồi này cũng sắp hai con này 3 sao rồi này, đùa đâu. Rồi, nó thích để kata xoáy đúng không? Đấy, thích để kata xoáy thì tôi cho ông xoáy. Đó, ngon ông xếp ông xoáy đi. Đó, ông xoáy đi. Chui vô trong đây mà xoáy. Rồi thôi chứ, game này còn được bao lâu nữa đâu mà lên chết làm gì. Hai cái mét chiếu kìa. Đó. Để cái ta ở đâu? Ông để bên này thì ông không xoáy được tôi. Ông nhắm để cái ta ở đâu? Tôi bo góc luôn này. Tôi để ở đây là hết sắp kata ở đây đúng không? Nhảy vô. Đấy, khỏi nhảy vô luôn, sắp như vậy là kata đâu có nhảy vô được. Để ở đây thì ăn chiếu. Để có góc bên này á thì nó nhảy vô đây, đâu có xoáy được tới. Đâu có xoáy tới ở đây. Nhảy vào đây. Nhà ở đây làm sao xoay tới CV á? Á? Ủa, cái này nó chui trong góc này, xoay tới CV không ta? Tới CV không ta? Tới luôn kìa. Mà tới muộn rồi, tới thì cũng muộn rồi. Tới thì cũng đã trễ rồi anh em ạ. Tới thì cũng đã trễ rồi. Liệu lấy rồi. Bốn tiên phong. Quỷ thư này, mình chưa có quỷ thư này nè. Làm cái quỷ thư cho Seiyu cái. Chưa có quỷ thư này. Gà 2 có được lượng đâu mà thôi, xài hai con gà nhiều khi ngon hơn gà 2 đấy bạn. Bết kata. Xài hai con gà bết kata hay á. Xài hai con gà đi bết kata luôn. Rồi, GG chưa? Ôi, chưa GG nữa hả? Á! À. Ờ, ông này có sống dài thế. Ai, CU này. Đánh với thằng này 2 CU ngon hơn nha. Đánh với thằng này thì 2 con CU Annie ngon hơn. Con trên, con dưới các bạn ạ. Con ở trên, con ở dưới, một con chiếu.
Kiryu sắp 3 rồi. CC và mồm. Một tấn CC và mồm ngay. Yeah! DJ! Ê, nhầm. Nhầm anh em ơi. Đánh thiện xạ mà không mở cái bài khốn nạn này lên sao được. Trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.